chúng ta cùng đi vào tìm hiểu một số tác phẩm kiệt tác thế giới. Đầu tiên là cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn Mỹ Margaret Mitchell, tác phẩm đã đạt giải Pulitzer. Đây là một tiểu thuyết tình cảm lịch sử được sáng tác vào ngày 30 tháng 6 năm 1936. Nó được viết ở trên nền một thời kỳ đầy biến động của nước Mỹ, ở đó xảy ra cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam. Cụ thể, tác phẩm này được chia thành các phần như sau. Phần 1, phần 2 nói về thời kỳ hòa bình, trong đó nhân vật nữ Scarlett đã yêu Ashley, song không được chấp nhận. Và để trả thù thì Scarlett đã đánh Hamilton. Nhưng cũng trong thời kỳ này xảy ra cuộc nội chiến, Hamilton đã ra đi chiến đấu và hy sinh. Dù rất trẻ nhưng Scarlett đã trở thành giáo phụ và nàng chuyển tới Atlanta để sinh sống. Tiếp theo, phần 3-4 miêu tả lại thời kỳ biến cố trong chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh này đã có rất nhiều kẻ thuộc lợi để làm giàu cho mình, trong đó thì có Tesler. Lại nói về nhân vật Scarlett. Khi xảy ra nội chiến, Scarlett buộc phải di tản về Upsala. Nhưng Tara giờ đã bị tàn phá và buộc Scarlett phải một tay xây dựng lại Tara. Nàng xây đủ mọi cách để cứu Tara, trong đó thì có cách gặp Tesler để vay tiền, xong không được. Nên sau đó nàng đã được Frank cưới hắn để có tiền. Công việc thuận lợi, Scarlett phát triển sừng cưa mặc dù có rất nhiều nguy hiểm. Cũng một thời gian sau thì Frank chết do tham gia vào một vụ trả thù. Zeppeler lập tức cưới nàng. Họ có một đứa con gái xinh đẹp, nhưng Scarlett không yêu Zeppeler. Mãi tới khi Zeppeler bỏ đi, nàng mới thấy yêu hắn. Và một ngày, con gái của hai người đáng lẽ ngựa chết. Zeppeler bị thầm uất, không còn tình yêu với Scarlett nữa. Còn Scarlett thì lúc bấy giờ mới quan tâm giành lại tình yêu ấy. Tác phẩm có những nội dung tư tưởng rất sâu sắc vượt khỏi ngoài những nội dung về tình yêu nói chung. Đầu tiên thì nó ca ngợi nhân vật Scarlett, một con người thực sự đúng tính cách Mỹ, có nghị lực, mưu trí, năng động. Đồng thời tác phẩm cũng đề cao tình yêu quê hương, nghị lực vượt qua đau thương trong chiến tranh. Nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm này chính là xây dựng nhân vật điển hình, trong đó có Scarlett và Zeppeler. Thứ hai, cốt truyện lịch sử có đang xem tâm lý rất hấp dẫn. Và thứ ba là tác phẩm tạo ra kết thúc mở, không nói rõ là Zeppeler và nhân vật Scarlett có tìm được tình yêu lại với nhau không. Thế nhưng nó cũng làm cho chúng ta có rất nhiều những suy nghĩ. Còn hạn chế lớn nhất của tác phẩm là sai lầm trong nhận thức về bọn Bata. Tiếp theo, chúng ta sẽ để sang đến tìm hiểu tác phẩm Không gia đình. Đây là một tác phẩm của văn học khác. Và tác phẩm này rất quen thuộc với cả các em học sinh, bởi vì các em cũng đang biết được phần nào qua một số những tác phẩm truyện tranh. Không gia đình là một tác phẩm của nhà văn Hector Mallet, được sáng tác năm 1878. Tác phẩm kể về một cậu bé mồ côi tên là Jamie, được bố mẹ nuôi nhặt được và nuôi nấng từ bé. Nhưng ông bố vì hoàn cảnh phải bán cậu cho cụ Vitalis, một nghệ sĩ chiếc rong, đi lang thang. Từ đấy thì cuộc đời của cậu đã có sự thay đổi. Nó là một hành trình đầy gian khó nhưng cũng rất vẻ vang. Ví dụ như có lần cậu đã suýt chết trong bão, có lần thì lại bị chôn dưới hầm mỏ, đã rất nhiều lần cậu phải chịu đói khát và cũng có lần phải vào tù nữa. Song cậu may mắn được cụ Vitalis dạy cho nhiều thứ, truyền đến cho một nhân cách cao đẹp. Và cuối cùng, câu chuyện kết thúc với việc cậu đã gặp được mẹ nuôi. Sau đó thì mẹ nuôi còn giúp cậu trả ơn những người đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian mà cậu đã lang thang. Vậy thì nội dung của cuốn tiểu thuyết này là gì? Đầu tiên thì ta thấy qua việc kể về cuộc phiêu lưu của Jamie, tác phẩm đã ca ngợi những phẩm chất trong sạch cao quý của con người, ca ngợi tinh thần tự lập, tình bạn cao cả, tình thương người, lòng biết ơn. Và bên cạnh đấy, nó cũng bộc lộ sự thương xót với cảnh sinh hoạt, lao động bấp bênh, nguy hiểm của người lao động. Về hình thức, tác phẩm này có ngôn ngữ rất trong sáng, kết cấu sử dụng rất nhiều các tình huống bất ngờ phiêu lưu, làm nổi bật lên hình ảnh nhân vật chính, và trong đó cũng xây dựng nhiều chi tiết xúc động. Tiếp theo, cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một tác phẩm mới nhất. Đây là một tác phẩm gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì đến bây giờ, nội dung của nó vẫn được ca ngợi, đó là Báu vật của đời. Đây là một tác phẩm kiệt tác của nhà văn mạc ngôn người Trung Quốc. Tác phẩm
được sáng tác vào tháng 9 năm 1995 và nhận được giải nhất của Hội Nhà văn Trung Quốc. Về tóm tắt của tác phẩm, ta thấy là tác phẩm này khái quát cả một thời kỳ lịch sử Trung Quốc bi tráng trong những biến cố của gia đình thượng quan. Cụ thể chúng ta thấy ở đây, thượng quan Nội Thị sinh năm 1990 tại Cao Mật, gia đình đã bị quân Đức sát hại. Sau đấy thì thượng quan Nội Thị phải sống với dì và chú mình. Khi mà đã trở thành dâu thì nàng phải sống một kiếp làm dâu đầy đau đớn cực cực. Và vì không có con nên nàng luôn bị chỉ trích. Nàng buộc phải đi xin thêm con ở bên ngoài và nàng có đến 9 đứa con riêng. Trong đấy thì đến 8 đứa con gái, chỉ có một đứa cuối cùng là con trai thôi. Sự việc xảy ra tiếp theo khi nhà của thượng quan đang bị Nhật tàn sát. Nội Thị lúc bấy giờ từ vai trò người làm dâu với cái số phận nhỏ bé trở thành người làm chủ gia đình. Bà đã nuôi con và 8 đứa cháu ngoại. Rồi xã hội Trung Quốc dần dần thay đổi. Quốc dân đảng đã được thay thế bằng đảng Cộng sản. Nhân dân bấy giờ thì vẫn rơi vào tình trạng huy loạn. Mỗi đứa con gái của bà đi theo một con đường khác nhau. Riêng đứa con trai duy nhất thì bạc nhược, chẳng làm được gì cả. Vậy thì ở đây, tác giả xây dựng nhân vật thượng quan Nội Thị nhằm tượng trưng cho điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng, hình tượng Nội Thị là tượng trưng cho Trung Hoa với nhiều thăng trầm, song không bao giờ bị quật ngã cả. Từ đấy thì phần cuối tác phẩm, tác giả cũng đề ra một cái tư tưởng phê phán Trung Hoa trong xã hội hiện tại với rất nhiều loại người thâm độc nguy hiểm. Về mặt nghệ thuật, tác giả đã xây dựng biểu tượng bầu vú cùng với rất nhiều hình ảnh ẩn ý để nói về sức mạnh của người dân Trung Quốc, sức mạnh của đất nước Trung Quốc. Lối kể chuyện cũng rất linh hoạt, kết hợp cả ngôi mục 1 và ngôi 3, và nhân vật được xây dựng thì vô cùng ấn tượng, nhất là nhân vật thượng quan Nội Thị. Tuy nhiên thì hạn chế lớn của tác phẩm chính là đã phê phán đảng Cộng sản và ca ngợi quốc dân đảng.